Mến chào các em học sinh trường tiểu học Kim Đồng. Hôm nay cô rất vui được gặp các em trong tiết tập làm văn ngày hôm nay, tuần 6. Trước khi bắt đầu vào bài mới, chúng ta cùng nhau kiểm tra kiến thức của bài học trước. Chọn câu trả lời đúng. Dấu hiệu để nhận biết một đoạn văn là A. Chỗ bắt đầu viết lùi vào một ô và kết thúc là dấu chấm xuống dòng. B. Chỗ bắt đầu viết hoa và kết thúc là dấu chấm. C. Chỗ bắt đầu là dấu hai chấm và kết thúc là chấm xuống dòng. D. Chỗ bắt đầu viết lùi vào một ô và kết thúc là dấu hai chấm. Các em hãy suy nghĩ và chọn đáp án cho mình. Chúng ta cùng nhau kiểm tra đáp án. Đáp án của cô là A. Đáp án của cô là A. Dấu hiệu để nhận biết một đoạn văn là chỗ bắt đầu viết lùi vào một ô và kết thúc là dấu chấm xuống dòng. Cô chúc mừng những bạn đã chọn đáp án giống như cô. Chúng ta sang câu tiếp theo. Đúng chọn đờ, sai chọn sờ. Mỗi đoạn văn trong bài văn kể chuyện, kể một sự việc. Trong chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện. Các em hãy suy nghĩ và chọn đáp án. Chúng ta cùng nhau kiểm tra đáp án. Đáp án của cô là A. Đáp án của cô là đúng. Cô chúc mừng những bạn đã chọn đáp án giống như cô. Hai câu hỏi vừa rồi giúp các em nhớ lại dấu hiệu nhận biết một đoạn văn. Vậy các em sẽ vận dụng kiến thức ấy để học bài tập làm văn ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học bài luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện. Các em hãy lật sách giáo khoa tiếng Việt trang 64. Chúng ta cùng nhau vào bài tập số 1. Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện ba lưỡi rìu. Các em hãy chú ý xem bài tập yêu cầu chúng ta làm gì. A. Bài tập yêu cầu chúng ta dựa vào tranh và lời kể dưới mỗi tranh kể lại cốt truyện ba lưỡi rìu. Đây là 6 bức tranh của câu chuyện ba lưỡi rìu. Dưới mỗi tranh đều là lời kể tóm tắt nội dung của tranh. Vậy dựa vào đây, các em có thể kể được cốt truyện được hay không? Để làm được bài tập này, các em hãy nhớ lại xem cốt truyện là gì? A. Cốt truyện là chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện. Và cốt truyện gồm những phần nào tác dụng của từng phần? Cốt truyện thường gồm 3 phần: mở đầu, diễn biến và kết thúc. Phần mở đầu là phần giới thiệu câu chuyện. Phần diễn biến là các sự việc nối tiếp nhau. Kết thúc là kết quả của sự việc. Dựa vào các bức tranh, các em có thể cho cô biết câu chuyện ba lưỡi rìu có mấy nhân vật? A. Câu chuyện có 2 nhân vật, đó là chàng tiều phu và cụ già. Vậy các em có biết tiều phu là gì không? Tiều phu là chỉ những người làm nghề đốn củi đấy các em ạ. À. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu từng bức tranh. Cô có bức tranh thứ nhất. Chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông. Bức tranh thứ hai. Một cụ già hiện ra hứa sẽ giúp. Bức tranh thứ ba. Lần thứ nhất, cụ vớt lên một lưỡi rìu băng vàng. Tranh thứ tư. Lần thứ hai,
cụ vớt lên một lưỡi rêu bằng bạc. Tranh thứ năm. Lần thứ ba, cụ vớt lên một lưỡi rêu bằng sắt. Tranh thứ sáu, cụ già khen chàng trai thật thà và tặng chàng cả ba lưỡi rêu. Tranh cuối cùng là sáu bức tranh. Bây giờ, các em hãy bấm tạm dừng và kể lại cốt truyện ba lưỡi rêu nhé. Bây giờ, các em hãy cùng cô kiểm tra xem mình đã nêu đúng chưa nhé. Cốt truyện ba lưỡi rêu. Một chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rêu bị văng xuống sông. Một cụ già hiện lên hứa sẽ vớt giúp. Lần thứ nhất, cụ vớt lên một lưỡi rêu bằng vàng, chàng tiều phu không nhận. Lần thứ hai, cụ vớt lên một lưỡi rêu bằng bạc, chàng tiều phu cũng không nhận. Lần thứ ba, cụ vớt lên một lưỡi rêu bằng sắt, chàng tiều phu nhận ngay. Cụ già khen chàng trai thật thà và tặng chàng cả ba lưỡi rêu. Các em hãy đối chiếu bài làm của mình với cô nhé. Vậy, câu chuyện ba lưỡi rêu có ý nghĩa gì? À, câu chuyện có ý nghĩa là chuyện khuyên chúng ta hãy trung thực, thật thà trong cuộc sống thì sẽ được hưởng hạnh phúc. Các em đã hoàn thành bài tập 1 rồi. Bây giờ, các em hãy dựa vào ý dưới mỗi tranh để phát triển thành đoạn văn qua bài tập số 2 nhé. Bài 2. Phát triển ý nêu dưới mỗi tranh thành một đoạn văn kể chuyện. Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? Đề bài yêu cầu chúng ta phát triển ý ở dưới mỗi tranh thành một đoạn văn. Trước khi làm bài, em cần chú ý. A. Hình dung đầy đủ diễn biến trong mỗi đoạn. Các nhân vật đang làm gì? Các nhân vật nói gì? B. Miêu tả ngoại hình của các nhân vật, hình dáng, màu sắc của mỗi lưỡi rêu vàng, lưỡi rêu bạc, lưỡi rêu sắt. Chúng ta có 6 bức tranh tương ứng với 6 đoạn. Ở mỗi đoạn, các em cần nêu được nhân vật làm gì, nhân vật đó nói gì, ngoại hình nhân vật ra sao. Có thể tả thêm các lưỡi rêu vàng, lưỡi rêu bạc và lưỡi rêu sắt. Các em đã hiểu chưa nào? Bây giờ các em hãy bấm tạm dừng và làm bài nhé. Các em hãy làm vào vở bài tập tiếng Việt trang 42 và 43. Sau đây, cô có một bài làm mẫu giới thiệu cho các em cùng tham khảo. Tranh thứ nhất. Một chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rêu bị văng xuống sông. Ngày xưa, có một chàng tiều phu nghèo, hiền lành, tốt bụng. Cha mẹ mất sớm, chỉ để lại cho chàng một lưỡi rêu bằng sắt cũ kỹ. Hằng ngày, chàng vào rừng đốn củi để kiếm sống qua ngày. Một hôm, chàng đi kiếm củi như bao ngày khác. Thấy một cây khô cạnh bờ sông, chàng trai mang lưỡi rêu đến chặt. Đang chặt được vài nhát thì đột nhiên lưỡi rêu bị gãy cán, văng xuống sông. Tranh thứ hai. Một cụ già hiện ra, hứa sẽ giúp. Sông sâu, nước lại chảy xiết, không thể nào xuống lấy lưỡi rêu lên được.
Chàng tiều phu ngồi than thở. Gia tài của mình chỉ có lự rìu này, giờ mất rồi, lấy gì sống đây? Bỗng nhiên, có một cụ già, râu tóc bạc phơ, đôi mắt hiền từ xuất hiện và hỏi: cháu có chuyện gì mà buồn bã vậy? Chàng tiều phu kể hết mọi chuyện cho ông cụ nghe. Ông cụ cười và bảo: tưởng chuyện gì, cháu đừng buồn nữa, để ta giúp cháu lấy lưỡi rìu lên. Tranh thứ ba. Lần thứ nhất, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng vàng. Nói rồi, ông lão lặn xuống dòng sông chảy xiết. Một lúc sau, ông ngoi lên mặt nước cùng với một lưỡi rìu bằng vàng sáng chói như ánh mặt trời. Ông hỏi: lưỡi rìu này của cháu phải không? Nhìn lưỡi rìu bằng vàng, chàng tiều phu buồn bã xua tay. Dạ thưa cụ, lưỡi rìu này không phải của con ạ. Tranh thứ tư. Lần thứ hai, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng bạc. Nghe nói thế, cụ già lại lặn xuống sông lần nữa. Một lát sau, cụ già ngoi lên mặt nước cùng với một chiếc rìu bằng bạc sáng chói, lấp lánh như ánh ban mai. Cụ hỏi: thế đây có phải là lưỡi rìu của cháu không? Nhìn lưỡi rìu bằng bạc, chàng trai vội lắc đầu, ái ngại trả lời: cái này cũng không phải của cháu, lưỡi rìu của cháu cũ lắm ạ. Tranh thứ năm. Lần thứ ba, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng sắt. Thấy chàng tiều phu buồn, có vẻ thất vọng, cụ già xua tay: đừng lo, ta thử lại lần nữa xem sao. Nói rồi, cụ già lặn xuống dòng sông sâu. Chỉ một lát sau, cụ ngoi lên mặt nước, tay giơ cao một lưỡi rìu bằng sắt. Chưa kịp lên tiếng, thì chàng tiều phu vui mừng reo lên: a, đây đúng là lưỡi rìu của cháu rồi ạ. Cháu cảm ơn ông rất nhiều. Tranh thứ sáu. Cụ già khen chàng trai thật thà và tặng chàng cả ba lưỡi rìu. Cụ già bước lên bờ. Cụ đưa cả ba lưỡi rìu cho anh và nói: con là chàng trai thật thà, không tham lam và chịu khó. Con thật xứng đáng nhận cả ba lưỡi rìu này. Anh đưa tay đón nhận món quà của cụ, run run miệng mấp máy nói: cháu cảm ơn ông ạ. À. Khi ngẩng đầu lên thì cụ già đã biến mất từ bao giờ. Từ đó trở đi, anh trở nên giàu sang sung sướng. Qua bài học ngày hôm nay, chúng ta có thể rút ra được cách phát triển câu chuyện theo tranh gồm các bước sau. Bước thứ nhất, quan sát tranh, đọc gợi ý dưới tranh để nắm cốt truyện. Bước thứ hai, phát triển ý dưới mỗi tranh thành một đoạn truyện bằng cách miêu tả hành động, lời nói, ngoại hình của nhân vật. Bước thứ ba, liên kết các đoạn thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Các em đã hiểu chưa nào? Các em chú ý nghe dặn dò nhé. Hoàn thành câu chuyện ba lưỡi rìu, chuẩn bị bài sau là bài luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện. Tiết học của chúng ta đến đây kết thúc rồi. Tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở tiết học sau nhé.